Chào các bạn, mình tên Lý Mai, năm nay mình 60 tuổi, hiện đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay tôi rất vui được chia sẻ đến các bạn bệnh vàng da chỉ hết sau 30 ngày từ thảo dược đến từ Mỹ nhé. Lâu nay mình bị ngứa và bong da tay rất là cực khổ. Bệnh vàng tay này nó làm mình mệt mỏi lắm. Nhưng mà mình nghĩ cũng không có cái gì là to tát lắm, cho nên là mình cứ sử dụng thảo dược ở nhà như là uống nha đam, rồi lấy nha đam đắp vào da tay, ăn uống tăng cường vitamin C. Thì sau một tháng thì nó cũng giảm được 20%, nhưng mà mình thấy nó chậm quá, mà cái thời gian thì mất thời gian quá nhiều, mệt mỏi lắm. Thì ở trong câu lạc bộ của mình sinh hoạt có một cái chị thấy mình quá mệt mỏi như vậy, cho nên chị mới chỉ cho mình một bộ đôi Bilogen này. Bộ đôi Bilogen này rất là tuyệt vời nha các bạn. Mình chỉ sử dụng trong vòng 2 tuần là đã thấy nó có kết quả từ từ. Sau 2 tuần sử dụng mình chỉ có thoa vào hai cái tay, một ngày 2 lần, rồi kết hợp với ăn các loại rau xanh tăng cường nhiều, uống vitamin C nhiều, thì da của mình sau 2 tuần nó không có còn bong tróc và lỡ ngứa nữa. Rất là tuyệt vời, thấy thế cho nên mình kiên trì sử dụng. Sau 30 ngày là da mình nó lành lặn hoàn toàn và nó hồng hào trở lại, nó tái tạo da mới. Trước khi mà tôi tìm hiểu là tôi đã đến công ty Biloja để mà tôi được tư vấn. Thì trong cái quá trình tư vấn đó thì tôi thấy nó có sản phẩm như là nha đam nè, rồi trăm thảo nè. Tôi thấy tất cả những gì nó cũng thuộc về thảo dược, cho nên là tôi rất là yên tâm sử dụng nó. Các bạn nếu mà bị chàm như tôi thì hãy sử dụng bộ đôi sản phẩm Biloja này nhé. Subscribe, like, webpage. Cảm ơn đã theo dõi Bilora TV.